Chào mọi người nhá, chúc mọi người Giáng sinh an lành, hạnh phúc, vui vẻ nhờ. Ấy, ôi trời ơi, trời Bùi Anh. Kệ gì mỗi Bùi Anh à. Xú qua gì nào, xú qua gì? Quà ai, có hàng tặng. Ừ, con ra kia đứng, con ra kia đứng, mang quà kia đứng. Quà con nào, quà su đâu. Chúng có cái gì đấy? Wow. Wow, su có cái gì đấy? À, đúng của em đậu à? Sao su biết? Su biết à? Cảm ơn cô đi, con bảo con mà đúng không? Cô Hằng có tặng con đúng không? Không, không phải là má cô đi, cái chỗ em đậu này. Đậu hả? Không, em đậu quả cái này rồi. Chú mở quà tiếp nhỉ? Ừ, cái này. Su nhiều quà là su mở là. Su quà đây, quà của bố. Su mở đây, su mở đây. Thế su mở cái khác đây, không phải của su nào. Đây. Của su đấy à? Đúng. Su mở cái su kia. Còn cái kia nữa. Quang. Thế bây giờ con bảo cái kia này. Con bảo cái kia. Mở cái kia vào đâu? Đấy. Đúng rồi. Wow. Có ai đấy? Quang. Quang, em cô. Có hàng không? Rất đẹp. Cảm ơn cô nhé. Mẹ ơi, con bắt cái này rồi. Cô ăn tặng chú chua. Đến, cô làm cái này. Con nó chú. Chú bùa. Chú đấy. Đâu ngủ. Nào có quà gì nào, su quà gì đấy? Không có quà, cô ăn tặng đâu. Su để xuống đi, su để hẳn xuống bóc, su để hẳn xuống. Su để hẳn xuống bóc nào. À, năm nay bạn su rồi biết bóc quà rồi. Wow, su có cái gì đặc thế? Anh Dũng dơ nào, su dơ nào. Su có cái gì nào, su dơ đây nào. Su có cái gì nào. Ủa, quà cô ăn tặng. U. Thôi hiểu không? Chào ơn cô ạ. Cảm ơn cô ăn à. À, ai mua tặng su đây đấy? Cô Hằng à? Cô Hằng. À cô ăn tặng à? Ôi dồi ôi, biết cả, tôi biết à? Cô chú ăn thương. Thương lại thái. Ủa, tiết mục bóc quà của anh Dũng cái gì, có cái gì đấy? Ôi dồi, kinh quá nhờ, bộ đồ chơi to nhỉ? Kinh quá, quả khủng quá. Năm nay hơi nhiều đồ chơi nhỉ, thao đồ chơi. Có thích không? Chua, có thích không? Có thích cơ á thế? Ừ, đúng rồi, nhiều thế nhỉ? Thế con cảm ơn cô chưa? Su ơi! Su ơi! Su cảm ơn cô chưa? Su cảm ơn nào? Su cảm ơn thế nào nhỉ? Su cảm ơn cô à? Su mở ra đấy Su ơi! Cái quà tặng mà? Cô ăn tặng Su này. Su ơi của Su đây này. Ôi kìa Su nữa kìa! Ôi không có Su nhiều quà đấy! Ừ Su mở đi! Wow, cái gì đấy? Su dơ bố xem cái gì đấy? Đứng dơ xem, đứng dơ xem. Đứng dơ xem bố xem cái gì đấy? Gì đây? Gì đấy? Ôi, đẹp không? Quả đẹp đấy. À đẹp không? Dạ. Ui, ai mua đấy?
Cô nào? Của An. Cô An à? Thế cô cảm ơn cô chưa? Cảm ơn cô. Thế cháu yêu cô bao nhiêu lần? Yêu cô bao nhiêu lần nào để sau cô mua cho. Xuôi. Xuôi, nhìn thấy đã xuôi. Yêu cô bao nhiêu lần? Đúng. Yêu đúng. Đúng là như nào? Đúng là như nào nhỉ? Mãi chơi đấy, đúng là như nào nhỉ? Đúng. Thế yêu bố bao nhiêu lần? Đúng cơ. Đúng cơ. Nhưng mà mãi chơi. Quà cô An tặng mẹ. Đúng không ạ? À? Sữa tắm với cả kem à? Con ra bỏ anh Dũng mở cho. Cho bảo Dũng mở cho. Biết bố mới làm ra cái sao cô tặng này. Kéo mấy răng. Chưa lấy răng. Hàn Quốc rồi. Thank you nhỉ cô An nhỉ. Nhìn ngoài của An chú đáo quá nhỉ. Su kè. Su có cái gì đấy, quay không xa thôi. Su ơi. Anh mở ra chưa, cảm ơn anh chưa. Cảm ơn anh nhỉ. Su ơi. Đứng ngay xa nào. Wow. Đứng ngay xa nào. Ui dạ. Su ngồi xuống hay su đứng? Su có cái gì đấy su? Bây giờ con mở. Ơ bây giờ con mở đúng rồi. Con mở. Cái quả của ai đấy? Ai tặng su cái đấy? Bác Đạt. Bác Đạt à? Không, cái này kia ra cho con quả cái này. Đúng không? Đạt tặng không? Không phải. Anh Huyên đấy ở đây cho con quà kính này này. À, anh Huyên tặng à? Huyên tặng đấy. Thế buồn ngủ này mai bóc quà tiếp nhá hay là bóc luôn? Đúng. Đúng là bóc luôn hay không bóc? À Su. Đúng bóc luôn không? Đúng. Bóc luôn à? Như là Su học cái gì đấy? À, okay. Alo, Su gọi cho bố à? Su gọi cho bố à? Bố ơi, con của bố này. À, của con ấy. Chưa hết quà chưa bóc hết chưa bóc hết à, nhiều quà quá nhỉ. Anh chú ơi, bao giờ đứng lên xem nào, tầm cao đứng à,
Đứng cái chỗ cúp cũng quay cho cao nào. Nào. Đấy, anh Dũng. Xu ra đứng cùng anh Dũng nào. Xu đứng cùng anh Dũng nào. Đấy, xu đứng cùng anh Dũng nào. Ok, hai em đứng gần đấy. Ok. Cười. Hai em cười nào. Cười bố chụp ảnh nào. Nhìn bố nào, nhìn bố mà. Anh Dũng chưa em. Xu ngửa máy tính ra. Chứ chú bỏ tay ra, bỏ tay như này chứ, như này chứ. Con là thế này. À, con là thế nào? Con phải dơ cạnh má này thì nó mới đẹp chứ. Không được. Ok rồi, xin chào các bạn.